Thưa cộng đoàn thân mến, tôi rất là khâm phục sự sắp xếp khéo léo của cha xứ và sự hợp tác của các ông các bà khi thấy trong lòng nhà thờ này tất cả đều mặc áo màu trắng hết. Và tôi đã nói màu trắng là màu tinh khiết, màu của sự thánh thiện, màu của niềm vui Chúa Giêsu phục sinh. Nhưng nếu các ông các bà ở lòng giữa nhà thờ mặc áo trắng thì chúng ta thấy các cha trên này này mặc áo đỏ. Và các chị ca đoàn cũng mặc áo đỏ rất là duyên dáng. Đây là phái đoàn đi đón tôi từ ở ngoài xa về, ai cũng duyên dáng. Vậy thì màu trắng đại diện cho biểu tượng cho sự tinh khiết, thánh thiện và niềm vui phục sinh, thì màu đỏ lại tượng trưng cho cái gì? Chúng ta nhìn ở trên cung thánh, ở gần bàn thờ dâng lễ có một biểu tượng rất ý nghĩa, đó là ngọn lửa. Vì thế màu đỏ này tượng trưng cho màu của lửa. Thời đại chúng ta thì làm ra lửa dễ lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Bây giờ người ta nghiên cứu ra đủ mọi thứ, bật lửa diêm rồi đủ mọi thứ, phương tiện để làm ra lửa. Nhưng mà vào thời cổ đại, thời mà con người còn hoang sơ thì lửa vô cùng quý giá. Cho nên người ta coi lửa là thần linh, lửa là thần linh. Bởi vì nhờ lửa mà sưởi ấm tâm hồn, lửa để soi sáng, lửa để nấu chín đồ ăn. Khi con người chưa khám phá ra lửa thì người ta ăn sống, thịt các loài thú rừng người ta ăn sống, rau cỏ ăn sống hết. Và một ngày nọ người ta ngẫu nhiên tìm ra lửa, khi mà lấy hai tảng đá nó va vào nhau nó té ra lửa, thì người ta bắt đầu khám phá ra là à, cái lửa này nó có một cái giá trị rất là tuyệt vời. Nhưng nếu lửa cần thiết trong đời sống để soi sáng, để sưởi ấm và để nấu chín đồ ăn, thì lửa này đối với người Kitô hữu là tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Lửa tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải biết là tượng trưng có nghĩa là không phải Chúa Thánh Thần mà là tượng trưng thôi. Khi chúng ta nói con chim bồ câu là tượng trưng cho Chúa Thánh Thần thì Chúa Thánh Thần không phải là con chim bồ câu, mà Chúa Thánh Thần chỉ là con chim bồ câu chỉ là biểu tượng để diễn tả Chúa Thánh Thần. Vì Chúa Thánh Thần là đấng thiêng liêng vô hình vô tượng. Vì thế cũng như con chim câu là biểu tượng Chúa Thánh Thần, mà chúng ta thấy có hình con chim câu cũng được trang trí cùng với đốm lửa ở trên cung thánh trước bàn thờ. Lửa tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, chứ còn đốm lửa đang đốt ở ngọn nến ngọn đèn đây không phải là Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta nói tượng trưng là chúng ta muốn so sánh, dùng một cái vật hữu hình dễ hiểu để diễn tả một cái thực tại vô hình, thiêng liêng, cao siêu. Chúa Thánh Thần giống như lửa, soi sáng cho chúng ta. Chúa Thánh Thần sưởi ấm tâm hồn chúng ta. Và chúng ta nhớ lại ngày lễ ngũ tuần được trình bày trong sách Tông Đồ Công Vụ, khi mà khách hành hương ở các nơi tuốn về Jerusalem đông lắm. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu mới lên trời cho nên các tông đồ sợ hãi. Vì vậy mà các ông ở trên căn phòng trên lầu cao đóng kín cửa cầu nguyện, và có Đức Maria mẹ Chúa Giêsu hiện diện cầu nguyện với các ông. Và bỗng chốc các ông nghe thấy một tiếng vang lớn và có hình lưỡi lửa đậu xuống trên đầu các ông. Và từ đó các ông trở nên những chứng nhân khôn ngoan, nhanh nhẹn, can đảm và mở tung các cửa để làm chứng về Chúa Giêsu đấng đã chết và đã sống lại. Như thế, nếu Chúa Thánh Thần là biểu tượng của lửa, thưa cộng đoàn, thì Chúa Thánh Thần, lửa ấy luôn luôn sưởi ấm lòng chúng ta. Lửa ấy thắp sáng cho chúng ta biết đường đi nước bước, biết đối nhân xử thế, biết kính sợ Chúa, yêu mến Chúa và yêu đồng loại tha nhân. Nếu Chúa Thánh Thần là giống như lửa, thì lửa ấy nấu chín đồ ăn và lửa ấy làm tôi tinh luyện để cho chúng ta trở nên tinh tuyền, như là người ta lấy vàng, người ta thử lửa, người ta tinh luyện và lấy lửa mà tinh luyện vàng vậy. Lấy lửa để thử vàng và lấy lửa để tinh luyện vàng, nhờ
lửa dọi vào cái miếng vàng mà làm cho nó các cặn bã nó ra hết để cho cái vàng tinh tuyền giữ lại. Vì thế Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được nên thánh, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được sưởi ấm tâm hồn, Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta để được biết đường đi nước bước, như lửa soi sáng cho con người, lửa sưởi ấm con người như thế nào, lửa nấu chín đồ ăn thế nào, thì Chúa Thánh Thần cũng soi sáng, thánh hóa, tinh luyện và sưởi ấm cõi lòng của chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, vai trò của Chúa Thánh Thần vô cùng quan trọng trong đời sống giáo hội và trong đời sống Kitô hữu. Nhưng Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn chúng ta soi sáng như thế, và không phải chỉ có Chúa Thánh Thần, mà Chúa Giêsu cũng ở trong tâm hồn chúng ta và Đức Chúa Cha cũng ở trong tâm hồn chúng ta. Điều ấy Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe: ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, người có đạo phải xác tín một điều là Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Nếu mà những người công giáo tin tưởng điều này, chắc chắn điều này thì sẽ sống tốt, không dám nói dối, không dám nói xấu người ta, không dám tham lam trộm cắp, không dám làm những điều mà bất hợp pháp với pháp luật nhà nước, với trái hoặc trái với giáo huấn của Chúa dạy. Bởi vì Chúa ở trong tâm hồn chúng ta, Chúa hiểu suy nghĩ của chúng ta, Chúa biết đường đi nước bước của chúng ta, và Chúa biết trước những mưu mô của chúng ta. Mặc dù là pháp luật không nhìn thấy, mặc dù người khác không nhìn thấy, nhưng mà Chúa thấu suốt tâm hồn con người, và Chúa hiểu những gì chúng ta làm, những gì chúng ta muốn và những gì chúng ta dự tính. Vì thế mà hôm nay chúng ta cử hành bí tích thêm sức Chúa Thánh Thần đến ngự trong tâm hồn chúng ta. Đây là dịp để công các bà và anh chị em, những người đã chịu phép thêm sức rồi, ý thức được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần ở trong tâm hồn mình. Và chúng con thân mến, chúng con sắp sửa được chịu phép thêm sức, 92 em của ba giáo xứ sắp được chịu phép thêm sức, cũng như các em thiếu nhi thánh thể còn nhỏ tuổi đây. Chúng con là những mầm non của giáo hội và mầm non của xã hội. Chúng con là tương lai của xã hội và tương lai của giáo hội, như người ta vẫn nói. Nhưng mà nếu mà muốn có tương lai tốt thì phải lưu ý đến việc đào tạo từ bây giờ. Không phải là sau này lớn lên một cái là tự nhiên có một chiếc đũa thần phất một cái làm cho chúng con trở nên những người tốt được đâu. Để trở nên người tốt thì còn phải qua từng giai đoạn được huấn luyện, dạy dỗ cha mẹ, thầy cô, cha xứ, các sơ và các anh chị giáo lý viên huynh trưởng. Chúng con không thể nào mà tự nhiên thành người tốt, cứ lớn lên là thành người tốt được. Bởi vì chúng con quan sát có những cây cỏ người ta trồng ấy, hay là những cây rau, hay là những cây ăn quả, nếu mà không chăm bón, không cắt tỉa thì không thể nào có quả được. Một văn sĩ người Pháp là ông Camus đã nói: con người ta sinh ra mà không được đào tạo thì nó giống như cỏ hoang trong rừng. Thậm chí nếu con người sinh ra mà không được đào tạo huấn luyện thì nó giống như một con thú dữ. Mà khi con thú dữ ấy thả vào thành phố, vào làng mạc thì nó nguy hiểm vô cùng, bởi vì nó gặp ai nó cắn người đó. Vì thế cho nên chúng con đang là tuổi thiếu nhi, đang là những mầm non, chúng con cần phải tuân phục thầy giáo, cô giáo, cha mẹ và cha xứ, cũng như là các sơ và các anh chị giáo lý viên huynh trưởng trong giáo xứ. Chúng con không chịu khó học hành giáo lý, không biết Chúa, sau này chúng con có thể sẽ mất đức tin. Chúng con không học văn hóa ở nhà trường, học giỏi thì sau này chúng con sẽ trở thành người vô dụng. Bởi vì xã hội bây giờ người ta tiến nhanh lắm. Nếu mà chúng con không có đủ những kiến thức mà nhà trường truyền đạt cho chúng con thì chúng con sẽ trở thành những người vô học. Và nếu có biết được vài chữ thì một thời gian sau lại trở lại mù chữ và không biết, cùng với việc vô văn hóa, vô học thì sẽ là những nét xấu
không biết đối nhân xử thế, không biết lễ phép với người trên và không biết nhường nhịn bạn bè, cũng như không biết có những suy nghĩ trung thực và ngay thẳng đem lại ích lợi cho chính bản thân mình cũng như ích lợi cho xã hội và cho gia đình. Vì thế giờ này là một giây phút thiêng liêng Chúa Thánh Thần ngự đến trong tâm hồn của 92 em chỉ phép thêm sức. Khi cha sức dầu trên trán của chúng con, cha đọc Maria hay Giuse hay Phêrô hay Đa Minh hãy nhận lấy ấn tín Chúa Thánh Thần. Và chúng con thưa Amen như một lời chấp nhận tự do và đồng thời một cái nỗi mong ước xin Chúa Thánh Thần ngự vào tâm hồn. Nhưng mà có điều này, Chúa Thánh Thần là đấng vô hình. Chúng ta dùng biểu tượng của con chim câu, dùng biểu tượng của lửa để mà diễn tả người, bởi vì người là đấng vô hình. Cho nên là trước khi chúng ta chịu phép thêm sức và sau khi chúng ta chịu phép thêm sức, thấy không có gì khác nhau cả. Bởi vì Chúa ngự vào tâm hồn chúng ta một cách thiêng liêng vô hình. Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa. Chúa ngự vào tâm hồn chúng ta, ban cho chúng ta niềm vui nếu chúng ta biết cầu nguyện với Chúa. Vì thế khi vừa ngủ dậy vào mỗi ngày, khi chuẩn bị đi học, khi mà chuẩn bị làm bài thi, chúng con cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con. Một lời cầu nguyện rất ngắn gọn thôi, chỉ 2 giây là xong lời cầu nguyện thôi. Chúng con tập xem mình có thể làm được điều ấy. Chúng con chỉ cầu nguyện là xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con, hay là xin Chúa Thánh Thần sưởi ấm lòng con. Chúng con thử đọc một lời nguyện như thế mà sẽ cảm nhận được bình an, và chắc chắn Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng con những điều tốt lành. Thưa anh chị em thân mến, đào tạo thế hệ tương lai là trách nhiệm chung của chúng ta. Mà hôm nay tôi về đây để dâng thánh lễ và cử hành bí tích thêm sức cũng là trách nhiệm của tôi. Bởi vì trong lề luật của giáo hội, truyền thống của giáo hội, giáo lý của giáo hội, giám mục mới là thừa tác viên thường xuyên của bí tích thêm sức. Còn các linh mục mà muốn cử hành bí tích thêm sức cho những người đã trưởng thành thì phải xin phép bề trên, trừ trường hợp rửa tội, vừa rửa tội cho người đó, bởi vì sự chuẩn nhận cho phép rửa tội đi liền với sự chuẩn nhận cho phép được cử hành bí tích thêm sức. Chúng ta phải coi bí tích thêm sức là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời, thưa quý ông bà và anh chị em. Và giờ đây chúng ta sốt sáng cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ban 7 ơn của người trên cộng đoàn chúng ta, cách riêng là trên các em chịu phép thêm sức.